giờ làm sao mà nhảy vào bú được con Lucian nhỉ các bạn cả. Đéo tới. Cái con Lucian nó lại hồi máu rồi kìa. Làm sao chúng mày bị cái gì vậy? Chết cha, chúng mày đi. Mẹ đéo làm sao vồ được con kia nhỉ? Ok à. Team nó trận này có gì không? Team nó trận này gần như là toàn phép luôn ạ. À. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mẹ ăn tao có ulti nó nhảy vào tao vụt cho. Ôi kìa. Đéo tới kìa. Nào chúng mày xuống đây. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Tầm này lao vào tầm này là chết dở hay không ạ? Mẹ nhà nè, ok 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 kìa. Mẹ nhà nó trâu thế. Mẹ nào không bình tĩnh, không bình tĩnh. Còn y sao này nè. Để tôi lao vào tôi bắt cho. Ui đi con mẹ nhà. Trời ơi chết trên không luôn kìa, chưa kịp lao vào chết mẹ trên không luôn. Cày thế. Mà lần này gậy bắt đầu anh nghỉ đài nó ngó rồi. Đài là một. Đài nó đập ghê thế. Bỏ ơi. Là hầu như nhá. Canh giờ xứng một hai gậy. Là reset. Lừa luôn nếu anh. Cây Mỹ để anh có nghiên cứu được không? Ờ, từ từ đây bạn ơi. Tôi ăn được, tôi ăn được. Chết cha đi, mày đấm bố mày này. Ai 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 ai, con mèo đi đâu? Ôi 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 ôi. Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi. Cẩn thận nhé. Còn mẹ chưa bốn ti không tôi vào tôi vả cho nó một phép cho nó chết cha cho nó đi rồi xong rồi lại một con anh chơi cái mỹ không cái mỹ không. Vậy là tắt mà thằng này ăn một hai gậy hầu như là reset liền hôm sau. Mình lên con này thằng mẹ nãy giờ chưa được lên tanh, chưa lên được món tanh là đâm ra bị yếu tí nữa lên được tanh nữa là cứ vụt mấy thằng này đéo trượt thế nào luôn. Xem nó có ba con chơi ấy với hai con chơi phép đúng không? Mày à chúng mày luôn này. Mấy thằng củ lìn này anh em chuẩn bay vào đập chúng nó đi. Mày à như mày hả? Ôi giời ulti quả hơi bị xấu một tí nha bạn ơi. Bạn ulti quả đẹp một tí nữa là ngon này. Tôi vào lao và tôi vụt mấy thằng này như con luôn. Chẳng nhẽ lên kia bây giờ. Mình chưa biết trận này lên đồ gì đây. Hợp lý hơn một tí không? Cào cho nó phát. Thằng y lao cái thi thoảng nó thả cái bãi choáng kia khó chịu lắm này. Ôi 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 này chúng mày luôn này, nó dậm cho một phát. Nhòn này. Đây, mình xem trang bị huyền thoại xem bên cái gì nào. Bên con mẹ cái móng vuốt thì các bạn. Móng vuốt trâu đấy. Lên móng vuốt xong lên một cái giáp gai đi. Một cái giáp gai, một cái giáp tâm linh, một cái giáp thiên nhiên. Lên cái giáp thiên nhiên trước. Lên cái giáp thiên nhiên trước này xong rồi. Rồi nồi mấy cây mỹ xem
Cơ sâu hữu phận chú mà nhất. Lên nhanh nào, lên nhanh là buộc chúng nó lắm các bạn. Mày cái nhà mày nữa, chúng mày vào đây. Mày bắt nạt đồng đội tao hơi nhiều đấy. Chúng mày vào đây. Nào chúng mày vào đây. Định mệnh mà mày đánh tao, mày đánh tao mày. Ai ôi, mẹ bị choáng lâu đều chịu được ạ. Sợ đấy đấy. Thôi xong ông này chết rồi. Mạnh nó kìa. Anh em bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi anh em. Hiện đang mình đang bằng tay thì đã phải ả rồi. Bằng này lên, bằng này đánh yếu quá. Bằng này đánh hơi bị ngáo một tí. Xin nãy tôi mang bằng tay là xong bố rồi. Phải cảm ơn bạn này hơi bị ngu người một tí nha anh em thông cảm nhá. Mày cái AI tầm này biết làm sao bây giờ. Lên. Lên 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 lên. Vào ôm búng đấm chết bố xuống đi mấy cái thằng lên này kiểu gì anh em. Phá cái trụ đi bạn. Đúng rồi, phá luôn đi. Kéo trận này đánh nhanh nhỉ. Vào phá nút đến cái trụ đến kia đi bạn ơi. Rồi, hay quá. Nhờn này. Kéo tới kìa. Ôi, mẹ trụ nó bắn đau thế mày. Thôi thu lại bạn ơi, thu lại. Ai ôi, cũng nhà tí thì chết, nó kéo vào đấy, nó dập phát là chết luôn đấy. Làm gì, chúng mày làm gì, chúng mày làm gì. Chỉ là con Victor nó kẻ khó chịu nhở. Công nhận đấy. Dập, dập. Bắn tao mày, bắn tao là con lợn này. Con lợn nhựa mày bắn tao. Ô, vẫn chưa đủ tiền này. Vẫn chưa đủ tiền để lên cái này không này. Mày ăn cay rồi. Tưởng đủ tiền rồi, cuối cùng đéo đủ tiền là cay đấy. Đây vẫn còn thiếu vàng này này, vẫn còn thiếu mấy chục vàng này này. Mày ăn đủ vàng gọi là ăn mẹ ăn kinh tắp gai rồi. Lên thôi, lên thôi, lên thôi. Chẳng sao lên về lên tiếp. Lên mẹ cái giày thủy ngân thì có khi mạnh hơn đi chứ. Vả cho nó phát bạn. Vả cho nó phát. Thì mạnh một này luôn này. Mạnh à. Nhờn này, nhờn với chúng tôi à. Vào đây. Vào đây, chúng mày vào đây. Mình cân chúng mày luôn đấy. Thằng AC cái gì đây à, thằng AC nó binh là nó sắp có ulti. Nó binh là nó sắp có ulti các anh em ạ. Ui 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 ui. Mày nó lao vào chết luôn này. Nào có đến như nào. Ôi mẹ. Đi lao vào có đấy là hơi bị ẩu một tí.